Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong loạt bài giảng của HOMER. Trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về một phương pháp thống kê rất phổ biến, tên gọi là phân tích hồi quy logistic. Để thực hiện phương pháp hồi quy này, chúng ta sử dụng một hàm tên là Generalized Linear Models. Thực chất, đây là hàm để xây dựng nhiều mô hình khác nhau, trong đó có phép hồi quy mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay. Cấu trúc hàm cũng đơn giản và tương đối giống với hàm hồi quy tuyến tính hôm trước chúng ta đã tìm hiểu. Sau khi thực hiện phép hồi quy này, đôi khi chúng ta cần phải thực hiện một số mã lệnh khác để có thể thu được cái con số thống kê nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong loạt bài giảng về lý thuyết. Do vậy, trong video này mình sẽ đề cập chủ yếu đến phần thao tác với phần ngoài R. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Như thường lệ, chúng ta chọn thư mục làm việc. Sau đó chúng ta tải bộ data của mình lên, hoặc là các bạn cũng có thể nhập biến thủ công. Mình sẽ nói rõ vấn đề này trong một video khác. Mình muốn tìm hiểu có sự liên hệ nào không và liên hệ như thế nào giữa số công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế của mỗi quốc gia đến việc quốc gia đó có được giải Nobel hay không. Các quốc gia được mã hóa cho cột Nobel là 1, có nghĩa là đã có giải Nobel. Và cột document tượng trưng cho tổng số bài nghiên cứu khoa học của mỗi quốc gia. Mình đặt tên biến cho mô hình, ví dụ là hồi quy. Sau đó, cú pháp. Biến kết cục. Biến phụ thuộc. Bộ data và phương pháp hồi quy. Sau đó mình cho hiển thị kết quả. Và đây là các thông số cơ bản mà chúng ta thu được. Để có nhiều thông tin hơn, chúng ta tiếp tục dùng hàm summary. Ở đây mình lưu ý đặc biệt đến số p-value của mô hình, cũng như là cái con số sẽ có trong mô hình hồi quy. Và từ đây mình cũng có thể tính odds ratio của mô hình. Ví dụ mình đặt tên biến là R bằng nội dung video hướng dẫn thao tác đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.